Trước khóa này là mình chỉ cơ bản biết về TikTok Và không biết cách làm thế nào Thì sau cái buổi, có một buổi duy nhất thôi mà Mình đã biết được rất là nhiều thứ Để chú Hùng đã chia rất là chi tiết về cách làm Làm thế nào Thì rất là nhiều trong cái trình sửa video này Đăng thì bao nhiêu ngày, lên kịch bản, lên ý tưởng như thế nào Thì sau cái này thôi Mình đã có một cái hình dung trong đầu cực kỳ rõ ràng về cách làm và đặc biệt chú là người thực chiến. Trải qua khóa học này thì mình đã hiểu được về cái nguyên lý xây một cái kênh triệu view là như thế nào và cũng đã hiểu về những cái nỗi sợ của bản thân mà mình sẽ gặp phải trong quá trình xây kênh. Đồng thời cũng biết cái cách để làm sao khắc phục những nỗi sợ đấy thành những cái điểm riêng biệt của bản thân mình. Mình cũng sẽ đồng hành tham gia cái thử thách 90 ngày này và sẽ cố gắng để mình cũng sẽ có một cái nút bạc giống như là chú hùng ở đây xuất thân là một người trang giấy trắng chưa biết gì về tiktok thì ngày hôm nay đến với chú hùng vlog tôi cảm nhận được mình nhận được rất là nhiều giá trị đặc biệt là cái cách mà anh hùng chia sẻ nó rất là dễ hiểu thật sự là rất là chân thành dễ hiểu khiến cho tôi có cái cảm giác là không hề khó như mình nghĩ ban đầu ạ, vượt qua cái rào cản là nó chỉ dành cho những ai rất là giỏi về công nghệ thôi chứ không phải là mình. Tôi cảm thấy rất là ấn tượng đối với cái phần đồng hành cùng với mọi người sau khóa học ấy ạ, là anh đã tạo ra một cái sân chơi để rèn luyện kỷ luật cho tất cả mọi người với cái mục tiêu là hy vọng cái sự chuyển hóa của thành viên tham dự. Trước giờ mình xây kênh theo một cái bản năng, cái tính hiệu quả nó thật sự là chưa cao nhưng mà hôm nay đến với cái lớp học ngày hôm nay thì mình thấy là mình đã vỡ được một cái bài học đó là để xây một một cái kênh nó rõ ràng thì nó phải có công thức và thầy đã đưa ra cho mình những cái công thức những cái uh, gọi là tư duy rất là rõ ràng thì trước khi đến về cái tiktok thì mình cũng chỉ là lướt chơi chơi mà mình cũng chỉ là có đăng video chơi chơi mà mình cũng không có một kịch bản rõ ràng gì cả nên mình rất tâm huyết với cái vấn đề là về cái kịch bản triệu view ấy. thì khi mà đến với kịch bản triệu view thì mình tâm huyết cái việc là kịch bản nội dung nó nó sẽ nó sẽ được kế hoạch hóa một cách chuyên nghiệp hơn quy trình hơn thì mình sau khi mà mình nhìn thấy cái vấn đề là mình đã mình đã trong cái đầu mình đã hình thành những cái cách làm mình phải làm như thế nào. Và mình tự tin sắp tới mình sẽ có một 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 kinh tốc triệu view. ở ờ, hôm nay khóa học hôm nay của thầy Hùng mình giúp mình đã cải tiến cái phần dùng sử dụng cắt cắt. Vì ngày trước mình cũng có tải về rồi nhưng mà mình cũng chưa biết dùng. Mình rất biết ơn anh Hùng và đã đã giúp mình biết thêm về TikTok và làm sao để có thể có những cái video chất lượng hơn Cái group thử thách thì em nghĩ là nó giúp cho em làm có động lực Và em sẽ quyết tâm ngày nào cũng sẽ có video Hôm nay mình đã học được cái công thức rất là tuyệt vời của chú Hùng Vlog Đó là cách thức xây kênh như thế nào này Và vận dụng nó như thế nào Và chú Hùng đã có 4 năm năm kinh nghiệm về xây dựng kênh tiktok này Mình học rất dễ hiểu Và cho những người lớp 5 cũng có thể hiểu được Và thực sự rất là cảm ơn chú Hùng Vlog ạ Quyết tâm! Chí Quyết tâm! Chí Quyết